phơi bóng két, phơi túi bóng két, phơi hốc. Chọn đi làm bếp phơi hốc. Chọn dao. Khắp parameter. Ở đây có tenda là phay theo kiểu bóng kết chuẩn, nó chỉ có dạng bóng kết là 2D thôi. Còn cái này nó sẽ tôi đi với phay phả mặt. Rồi cái này phay là có đảo ở giữa, phay do lượng giao trước để lại. Còn đây là phay kiểu bóng kết nó hở, nó không kính. Cái phay theo chiều thuận nghịch. Còn cutter là bo theo cái biên dạng. Này điều kiện để hoàn thành cái này lượng dư. Này là sử dụng phương thức cắt của các kỹ lược phay bóc kép. Còn cái này là sử dụng tiêu chuẩn bóc kép chuẩn trên bóng. Rồi chúng ta tên ra vào tin. Cái này là nó sẽ xuống dao, bỏ xuống dao, xuống dao theo kiểu ram, xuống dao theo kiểu xoắn ốc. Cái này là xuống dao tại tâm. Này là phi tinh. Bao trò nguyên dạng phải bóc kép chuẩn. Cái này lượng dư. Phải thô, đây là các chiến lược để phải thô. Bước dịch dao. Thì sắn ốc theo kiểu từ trong ra ngoài. Cái này là Trachydon Cut. Nó sẽ tạo ra các đường sắn ốc liên tục khi nó chuyển dao qua các cái hướng khác. Đó nữa chúng ta sẽ thấy. Cái này là sử dụng phương thức vào dao đi thẳng theo kiểu ram, theo kiểu xoắn ốc. Cái này là phay tinh 0.2, đặt lại tốc độ cắt. Cái này là hoàn thành đường biên bên ngoài, bắt đầu đi tinh. Finish outer boundary có nghĩa là hoàn thành đường biên bên ngoài. Còn ta finish path low entry có nghĩa là nó sẽ hoàn thành path ở cái chỗ lớp gần nhất. Này dựng xuống dao. Này tối ưu quá phương thức cắt. Này là hoàn thành bát tinh chỉ ở đầu sâu cuối cùng. Cái này là hoàn tình đi tinh sau khi tất cả đi thô tất cả bóc két. Còn thiên quê á là nó sẽ cắt theo chiều sâu của lưỡi cắt, là số lần chiều sâu cắt nó sẽ chia đều ra, mỗi lần nó sẽ cắt bao nhiêu. Ví dụ chiều sâu chúng ta 30, chúng ta nhập 3, nó sẽ cắt là mỗi lần là 10 ly. Đáp cắt okay, cho xuống sâu xuống 30. Nước. Không, nó sẽ chia ra cắt làm 3 lần. Hoặc là chúng ta có thể nhập chiều sâu cắt. Ở đây nếu chúng ta bỏ đi nó sẽ cắt chỉ có một lần là thôi, một lần cắt. Cái này nếu mà chúng nó sẽ
không có đường xóa vòng tròn xóa ốc giữa trong bên trong pocket. Nếu chúng ta áp dụng cho trading hoặc là entry pocket, nó sẽ hiện ra các dòng đường xoắn ốc trên chỗ dịch chuyển bước vào, nó sẽ xoắn nhiều hơn. Cái này là bán trúng vòng lập, cái này là khoảng cách dịch chuyển mỗi bước lập, cái này bo mượt này nó cũng tương tự nhưng mà nó sẽ không có bán trúng bo mượt. Ở đây chúng ta sẽ off nó đi, không sử dụng chức năng này. Rau là phải thua. Ok, nó sẽ không còn đường shop nữa. Còn entry motion là phương thức vào giao, ở đây nó sẽ đâm thẳng xuống. Nếu áp dụng kiểu RAM nó là sẽ đi từ từ xuống. Cái này là bán kính kính RAM nhỏ nhất, đường kính RAM nhỏ nhất và đường kính RAM lớn nhất. Cái này cách chép bao nhiêu hoặc là ST bao nhiêu, góc 3 độ. Cái này là RAM với điểm vào dao, cái này RAM với điểm ra dao. Cái này là nếu mà chúng ta vào đây á, mà những cái điều kiện mà không thỏa chỗ RAM dao nó sẽ đồng nhấn xuống, còn cái này keep là nó sẽ bỏ qua, nó không nhấn dao xuống. Ok, nó sinh ra thì kiểu RAM. Còn nếu mà helix là cái đường xoắn ốc lớn nhỏ nhất nè, đường xoắn ốc lớn nhất nè, này sử dụng tâm của cái đường điểm vào dao này theo vào dao theo đường biên. Ok, chúng ta thấy nó hiện đường xoắn ốc vào dao theo kiểu xoắn ốc. Còn ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng điểm entry point là nó sẽ giá vào giao tại một điểm nào đó. Cái này là fighting bước dịch giao, giữ xuống giao, bắt đầu fighting ở lớp gần nhất, fighting đường biên ngoài, fighting ở độ sâu cuối cùng, fighting sau khi tất cả đi thôi tất cả các pocket. Cái này là vào dao ra dao, chúng ta có thể sử dụng off. Depth cut là chiều sâu cắt, dù mỗi lần cắt là 10 ly. Sử dụng kiếp tuần dao nó sẽ tự động nó tối ưu. Tối ưu là không nhấc dao nhiều lên nữa. Chúng ta sẽ thấy nó vào dao ngay đây. Bây giờ chúng ta có điểm chúng ta muốn nó vào dao ngay điểm này. Vào trên, add trên, thêm cái điểm nó vào. Ok, trong cái thằng entry này chúng ta sẽ dùng điểm center, entry ball sẽ dùng điểm vào dao. Rồi, nó sẽ vào dao ngay đây. Ở đây chúng ta ví dụ có một cái đá đảo đi. Nếu mà chúng bình thường chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không ăn bên ngoài hết cái dòng biên. Nếu mà chúng ta để chế độ cấp parameter mà facing á, nó sẽ phả mặt và nó ăn lẹm tới bên ngoài luôn. Nó sẽ đi bằng cái đường này. Nó vào chắc chắn nó sẽ ăn ra ngoài phô biên dạng. Nó đi bằng biên dạng nên chắc chắn nó sẽ đụng phone. Cái này có nghĩa là phải phạm á, tương đương với phải phạm á. Cái này là nó sẽ cắt lỗ bên ngoài bao nhiêu nè. Cái này vào dao, trước khi vào dao cách bao nhiêu, ra dao cách bao nhiêu. Còn cái này là nó sẽ sử dụng cho
Island phasing có nghĩa là nó phay, nó sẽ chừa lượng dư cho cái đảo đó là bao nhiêu đó, nó không phay qua bằng mặt cái đảo đó, nó sẽ chừa lượng dư cho cái đảo đó, là phasing. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua island phasing, có nghĩa là phay đảo. Ở đây chúng ta tạo một giòn, nó thấp hơn cái bóc két nhưng mà nó sẽ cao hơn cái đầu sâu của chúng ta gia công. Chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ add chain nó vô đi, add cái chain bóc két nó vô. Đúng rồi, ở đây chúng ta sử dụng island facing là nó phay phá mặt đảo luôn. Đây, để dễ quan sát thì chúng ta cho đắp khách bằng 30 luôn, cho nó bằng cái chiều sâu cắt để dễ quan sát. Nó sẽ phả mặt đảo đi, chúng ta nó sẽ thấy nó phay bằng mặt đảo luôn, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nhấc lên khoảng 3 ly nữa thì chúng ta vào đây, nó có cái chức năng là đây tóc ở bầu island, chúng ta nhập vô 3 ly, nó sẽ cắt không cắt bằng mặt ốc đảo, nó sẽ nhấc lên 3 ly. Đó là island facing. Mình minh là phay lượng dư do con dao trước để lại. Ví dụ như con dao trước chúng ta nó dùng công trước nè, do cái nguyên công trước đã gia công, hoặc là do một con dao nào đó mình đã gia công mà nó không tới, dù con dao mình nó góc lớn quá là bốn, đường kính là 40 đi nè, hoàn thành ở tinh hiện phôi này bó theo biên dạng rồi, cái kia tương tự không gì hết. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ăn bo vô những cái góc mà con dao 40 nó không cắt được. À, những góc mà con dao 40 không cắt được nó sẽ cắt lại. Đó là rimming. Cái này là lượng dư để lại của tất cả nguyên công trước, cái này do một con dao nào đó. Ok, đó là bóc két. Cái này là sử dụng chiều sâu của đảo luôn. Còn cái này là nó sẽ tạo phay ra cái thành cone, nó sẽ không phay ra thành vuông góc thẳng đứng nữa, nó sẽ bị cone vô 3 độ. Ok, bây giờ chúng ta tương tự cho open pocket, có nghĩa là pocket nhỏ, chúng ta chọn cái chain hở cũng con dao 10 rồi, chọn open pocket. Cái này là sử dụng phương thức cắt của các chiến lược gia công pocket này, còn không á nó sẽ sử dụng tiêu chuẩn mặc định. Chúng ta muốn nó cắt lỗ ra dễ, nó cắt ra bao xa cái bóc cái thở đó, đầu tiên chúng ta sẽ làm để dễ quan sát. Chúng ta thấy nó hở ít, bây giờ chúng ta muốn dễ quan sát, chúng ta nó cho nó ra khoảng cách 50 hay 100 gì cho dễ quan sát đi, chắc nó sẽ dài ra. Nó dài hơn, nó dài hơn theo 50 nữa. Ở đây là chúng ta đang sử dụng Parachupon, nếu mà chúng ta sử dụng thằng Chuparagon nó cũng sẽ không thay đổi.
nó sẽ không sử dụng phương thức cắt đó. Đó. Đó là ở bên bắp cát.